vị, một trong những yếu tố khi mà chúng ta đến hàng Âu mà cảm thấy bị hấp dẫn, bị thu hút là bởi vì phần tráng miệng. Rất là nhiều loại bánh rất là ngon, lạ miệng, mà phần trang trí thì lại tinh tế nữa. Và hôm nay thì chúng tôi mời quý vị cùng làm quen với một loại trong những cái loại bánh Âu được gọi là bánh bông lan cam tươi. Xin mời quý vị. Chào anh ạ. Chào thật bài. Yeah. Thì thực hiện cái món này thì không biết là chúng ta sẽ cần những nguyên liệu nào anh ha? Cho khoảng 8 đến 10 người ăn thì thành phần nguyên vật liệu gồm có như sau: là 150g bột mì 3 số 8, và các bạn nhớ phải dùng cái rây, rây lại cho thật là mịn vì trong có sẽ lẫn và cát. 6 quả trứng gà tươi, 50g dầu ăn hoặc là bơ phe, 2g cái bột nổi và một ít cái tinh dầu vani. Và mình cần có đến 6 quả cam như thế này. Hai trái mình vắt lấy nước, bỏ hạt. Thì bạn cũng có thể làm nhanh hơn là bạn mua thêm một ít mứt cam. Vì trong mứt cam nó có sẵn luôn cái vỏ cam trộn vào trong cái bánh thì nó hỗn hợp, nó rất là ngon và thơm. Đây là một loại kem tươi. Mai sẽ đánh bông lên. Và tôi đã đánh sẵn luôn để cho Mai dễ bắt bông hơn. Và cái này là cái nước cam và cái đường mà mình đã thắng sẵn. Trước tiên Mai sẽ sử dụng chiếc máy đánh trứng như thế này. Rồi. Đây là thành phần hỗn hợp 6 quả trứng và mình đã đánh lấy cả lòng trắng luôn phải không anh? Đúng rồi, mình sẽ lấy lòng trắng và lòng đỏ luôn, đánh như thế này thì nó nhanh nổi hơn. Rồi bây giờ Mai có thể sử dụng cái máy chuyên dụng này để đánh. Mai thấy không? Cái mùi thơm nó đã lên rồi đúng không? Rất là hấp dẫn. Đúng là trứng không thôi mà được đánh như thế này thì nó bung lên rất là nhiều anh ha, nó nở lên. Đó. Và trong cái thành phần này hồi nãy mình đã cho phần phân nửa rồi, thành ra thế mình chỉ cho thêm một phân nửa nữa là đủ Mai nhé. Dạ. Thì cho bột thì Mai nó đặc hơn ha. Đúng rồi, và không quên bỏ vào đây khoảng 2g bột nổi cho bánh chúng ta xốp và thơm hơn. Rồi và đây là cái vani để tạo cho chiếc bánh mình khi nướng lên nó có mùi thơm đặc trưng. Rồi Mai sẽ đảo một vòng nữa là thôi đủ rồi. Vì đảo lâu nó sẽ bị chai bánh. Rồi bây giờ Mai có thể tắt máy được rồi. Và tiếp theo là lúc đầu mình phải cho cái bột này vào và mình nướng bánh. Và Tùng cũng đã chuẩn bị sẵn một cái khuôn như thế này. Thì lúc này Mai có thể chét một lớp bơ chung quanh thành khuôn để cho dễ lấy bánh phải không anh? Đúng rồi. Thoa đều hết tất cả như thế này. Và bây giờ thì cũng phải cần có một cái miếng lót thứ hai để mà mình đảm bảo rằng là nó sẽ phải rớt ra ngoài khi mình yêu cầu nó rớt. Đúng không? Rồi bây giờ đây là miếng giấy mình cắt sẵn cho Mai luôn. Mình sẽ lót vào đây làm cái đáy khuôn. Để cho mình đổ cái hỗn hợp nhân vào đây. Mai sẽ để vào đây luôn nha. Mai thấy không? Giờ này mình đã thấy là mùi bánh đã thơm rồi đúng không? Bắt đầu Mai chuẩn bị để cho vào trong cái lò nướng. Nhưng trước tiên lò đó rất là nóng, vì thế tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho Mai một đôi bao tay để an toàn hơn. Anh chu đáo quá, anh đã vô bếp với lại anh đã chuẩn bị hết sẵn là trong đó đầy đủ rồi phải không ạ? Để có một chiếc bánh nó nguội thì không có thể là mình để đây. Và bây giờ tôi đã chuẩn bị sáng sớm cho Mai một chiếc bánh đã được làm rồi và để nguội như thế này. Có nghĩa là sau khi nướng xong này rồi anh lấy ra rồi rồi bắt đầu để nguội lại. Đúng rồi. Bắt đầu chúng ta mới trang trí phải không ạ? Lúc này mình đã có chiếc bánh nguội thì vì bánh nguội thì mình mới có thể thoa kem lên thành phần. Và mình để đây. Lúc này thì mình sử dụng tiếp kem tươi. Và mình cho vào đây một lượng kem tươi là 300g để cho một chiếc bánh của chúng ta. Và cái nước cam mình ép khi nãy và bây giờ là mình đã thắng và Tùng cũng đã thắng sớm cho Mai hồi sáng rồi. Bây giờ Mai chỉ có việc đổ vào đây và hòa tan với nhau lại và dùng máy đánh cho bông lên. Rồi thì mình sẽ sử dụng bằng một cái máy chuyên dùng đánh trứng để bánh bông lên. Xong cái đầu mình muốn bắt bông gì hay muốn cái gì thì mình cho vào một cái bao ni lông sẵn như thế này. Mình muốn bắt cái bông thì trước tiên mình phải dồn hết tất cả cái kem của chúng ta, kem tươi chúng ta xuống đây. Và chúng ta dùng cái kéo để cắt. Đó, lúc này đây mình đã cắt sẵn cho Mai. Và với cái loại bánh kem thì chúng ta phải dùng một con dao chuyên dùng, có nghĩa là con dao cắt bánh mì và cắt bánh bông lan thật là bén và có răng cưa như thế này. Để mình cắt, có thể là chiếc bánh này mình có thể cắt ra làm 2 hay làm 3 tùy ý. Nhưng ở đây mình có thể cắt làm đôi thôi vì cho nhiều đường quá thì cũng không có hay cho lắm. Đúng không anh? Ăn ngọt quá. Như vậy là mình sẽ làm nhân ở chính giữa anh ha. Vâng.
Rồi, mình sẽ để đây, mình cắt tìm mai. Khi một cái bánh bông lan mà hoàn thiện mà ngon á, thì khi mai sử dụng miếng bánh cho vào miệng thì miếng bánh được làm như tan biến trong lưỡi mình đó, thì nó mới là đạt cái bánh bông lan. Còn nếu mà mình ăn mà nó còn nhai á, thì có nghĩa là nó bị hơi bị chai á. Rồi, lật ngược lại. Đúng rồi, lật ngược lại. Và lúc này thì mình để ở đây cho nó được. Và lúc này thì mình sử dụng bằng cái mứt cam. Mứt cam. Mứt cam vì bạn mới thấy nè, rõ ràng là trong này nó đã có những cái vỏ cam tươi, vì thế mình ăn nó sẽ có một cái mùi rất là đặc trưng của bánh. Mai có thể nè dùng một tay thế này và một tay thì Mai để cho cái phần này, nhớ đấy, mình sẽ thoa đều tất cả cái mứt cam của mình lên trên mặt bánh. Đó, bây giờ Mai thì thấy rằng là cái bánh của mình đã được phủ đầy kem và cũng như là đã phủ tất cả các cái nguyên phụ liệu của chiếc bánh vào đây. Bước tiếp theo, cái mặt bánh bên này nếu Mai thích ăn cái độ cam nó nhiều hoặc là thích có thêm nhiều cái nhân nữa thì Mai có thể chét thêm một mặt bánh nữa ở bên phần bánh thứ hai. Còn nếu mình ăn ở mức độ vừa phải, đỡ ngán thì như thế này là đủ rồi. Để chắc là Mai lật lại phải không? Đúng rồi. Rồi, đây. Mai sẽ úp lại. Lúc này đây thì Mai có thể cầm cái bánh này và bắt bông. Mai thoa một cái lớp sữa tươi lên đây. Và không cần thiết mình phải chà láng như những cái bánh sinh nhật mà Mai thường hay thấy. Và còn cái mặt này thì chúng ta sẽ là cũng sẽ trang trí như thế nào ạ? Cũng sẽ bắt bằng cái kem tươi như thế này. Cầm như thế này. Đấy. Và Mai cứ kéo bánh đi từ từ. Và cái phương pháp mà hướng dẫn cho Mai và các bạn thêm chương trình Sức Sống Mới thì cũng là làm những cái phong cách nó đẹp và nó có nghĩa là dễ trang trí. Rồi, sau khi chúng ta trang trí xong cái thành bánh rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào để ăn ha? Mình sẽ trang trí thành một mặt của chú Hề. Yeah. Vì thế những quả cam mình có thể bổ ngang và bổ lại từng lát như thế này. Bạn Mai nhớ nhé, trang trí rất là đơn giản nhưng cũng không kém phần hấp dẫn đâu. Đây là tượng trưng cho con mắt của một chú Hề. Đấy. Rồi. Chú Hề phải có đôi mắt thật là sắc sảo và lém lĩnh. Và đây mình sẽ cho chú Hề một con mắt lém lĩnh. Vậy là Mai thấy được rồi, một món ăn cũng có dấu ấn rất nhiều, cũng như là bộc lộ cái cá tính của người đầu bếp nữa, ăn vui tính, thành ra khi mà anh làm cái món ăn cũng thật là vui. Chú Hề cười rồi hóm hình rồi đôi mắt như anh nói là thật là sáng. Và đây bắt đầu thành phần tiếp theo là một lát cam nữa, Mai cũng có thể cắt rời ra như thế này. Và để làm cái miệng thật xinh cho chú Hề vì phải có một nụ cười thân thiện thì cuộc sống mới càng mến yêu, đúng không? Và những lát cam còn lại Mai sẽ đính vào đây để cho người ta biết mình đang làm món bánh cam tươi và cái cam này rất là tươi. Đây, Mai thấy không? Và cứ thế Mai tiếp tục xung quanh như vậy ha. Như thế này rồi, hoàn thiện rồi, nhưng mà muốn bánh được thơm ngon và có cái độ dẻo thì Mai cần phải để vào trong tủ mát để cái bánh nó được ngon hơn. Và Mai yên tâm đi, Mai biết là anh chu đáo thế nào cũng có một cái có sẵn rồi. Đúng không? Mình đã chuẩn bị sẵn luôn cho Mai một chiếc bánh mà hôm mình phải làm trước cho Mai đấy. Tèn 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 tèn. Rồi, Mai thấy không? Rất là dễ thương mà. Mai thấy là những cái chú Hề của anh đâu, cái miệng đâu. Cái miệng đây. Rất là đẹp. Và lúc này thì Mai có thể là cắt ngay ổ bánh ra. Mai không nỡ, thấy đẹp quá à. Bây giờ ăn mắt, ăn miệng thì cũng thấy làm cho chú Hề mất duyên đi. Mà mình ăn cái bánh thì làm cho cái bánh nó không còn tròn nữa. Thôi đợi một lát nữa coi mình thưởng thức, mình mời các bạn cùng thưởng thức chung với mình anh nha. Rồi, đúng rồi. Cảm ơn anh rất nhiều đến đây để chia sẻ món ăn, một cái món bánh được mang tên là bông lan với lại cam tươi phải không ạ? Đúng rồi. Chúc quý vị thành công với món ăn này nhé.